nhà ơi, đây là chậu ngò rí của Thảo nè cả nhà. Những cái hạt của nó đang bắt đầu già nha. Còn đây là cũng là chậu ngò rí. Hồi nãy Thảo mới bẻ ra nè. Thảo mới bẻ cái nhánh của nó ra, nó cao quá đó cả nhà. Hạt của nó già hết rồi. Bây giờ mình lấy mình ương lại và một ít nữa thì mình để dành ha. Mà hai cái này nó hoàn toàn khác nhau về cái mùi nha cả nhà. Và cái lá của nó cũng khác chút đỉnh nữa. Đó, cái này á, cái mà Thảo đang cầm nè, thì cái mùi của nó thơm, cái mùi lạ lắm mà Thảo mê cái mùi này hơn. Thảo thích cái mùi này hơn. Cho nên là mấy chục năm nay Thảo mới gặp được lại cái mùi này, Thảo mừng lắm cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ lấy lại cái hạt này để mình làm giống tiếp cả nhà ơi. Thảo mua được một chậu đó mà mình không dám ăn luôn đó cả nhà. Mình để cho nó già, mình cố ý để cho nó già để lấy hạt nè. Vừa rồi á, Thảo lấy mấy hạt Thảo gieo cái giống này nè. Bữa mà nó chưa có khô như vậy đâu, nó mới bắt đầu khô thôi. Là Thảo có lấy mấy hạt để mình gieo thử. Nhưng mà cuối cùng nó lên nè cả nhà ơi. Đây, để Thảo lấy qua xem. Đây. Đó. Đây là cái loại mà Thảo thích nè. Nó thơm lắm, mà nó thơm, cái lá nó nhuyễn nhuyễn chứ cái lá nó không có bự giống như là cái ngò rí mà mình hay mua ngoài chợ ha. Ngò rí mình hay mua ngoài chợ là đây. Còn cái giống này nó đặc biệt lắm. Đó, mà nói chung là cái mùi nó Thảo thích hơn là cái mùi ngò rí này. Cho nên mình cố ý mình giữ lại cái giống này ha. Mà cái mùi này rất là hợp với thịt bò luôn đó cả nhà. Thơm lắm mà hợp xào với thịt bò đồ á. Ngon lắm. Bây giờ Thảo sẽ làm lại cái chậu này, cái chậu đất này ha. Mình băm ra rồi mình bỏ một ít đất mới vô, rồi mình gieo một ít lên đây để mình ăn. Tại vì cái chậu này mình sẽ ăn một kỳ trước nè. Rồi chậu bây giờ sắp tới mình gieo là mình sẽ ăn kỳ sau. Đó, mình gieo liên tục như vậy để mình không cần phải mua ngò rí nữa cả nhà ha. Và đây là cái phân mà Thảo hay dùng cho những cái rau nào mà Thảo gọi là cực kỳ mà quý nó đó. Cho nên là Thảo sẽ dùng cái phân tốt nhất nha cả nhà. Hoặc là cái bao màu vàng cũng được, cũng là potting mix mà bao màu vàng. Đây là một trong hai loại mà Thảo hay xài nhất cho những cái rau nào mà nó hiếm mà Thảo thích. Còn những cái rau mà thường thường khác á, thì Thảo trộn nó với lại là garden soy, với lại một chút phân gà, Thảo trộn lại. Còn cái này hôm nay thì đặc biệt thì Thảo dùng riêng một cái thứ này thôi cả nhà ha. Đây là cái chậu mút mà mình đã đục lỗ ở dưới rồi. Mình sẽ xới cho cái đất cũ này nè cả nhà. Nó tơi ra lại ha. Nó cũ chứ nó cũng không cũ mấy đâu. Mới trồng có một lần à, nó cũng còn mới lắm. Thì bây giờ mình cho thêm một chút xíu đất mới vô nữa là được rồi, là tốt lắm rồi. Tại vì ngò rí này đó cũng mau thu hoạch lắm cả nhà. Đây nè. Đây là cái tên của cái ngò mà Thảo nói nè cả nhà. Đó, cái bó nó màu xanh xanh nè bên đây đó. Ăn á, nó thơm, cái vị nó thơm hơn là cái ngò rí bình thường mà mình hay trồng cũng như là mình hay ăn hay mua ngoài chợ nha cả nhà. Đặc biệt cái chỗ đó cho nên Thảo quý nó lắm luôn. Nó dễ lên lắm cả nhà ơi. Thảo chỉ cho ít hạt thôi bởi vì Thảo nhớ là hôm bữa ở trong cái chậu này nè. Trong cái chậu này bữa Thảo mua về là cái bụi này nó có hình như là 4 cây á, mà nó ra một đống luôn. Bây giờ mình gieo thưa thưa nó một chút. Còn bao nhiêu hạt mình để dành lại ha. Nếu mà cô bác anh chị em nào thích cái ngò rí đặc biệt này á thì mình kiếm mua thử coi có không. Còn nếu không có thì cứ comment cho Thảo nha. Thảo sẽ gửi cái hạt này tặng cho mọi người. Tại vì nó cũng nhiều lắm đó cả nhà. Thôi kệ, gieo hết cái chùm nhỏ này đi. Để nếu mà nó lên nhiều quá đó, mình sẽ chiết ra để cho nó bụi nó bự. Cái bụi nó bự lắm, nó không có nhỏ giống như là cái bụi ngò rí thường của mình đâu, mà cực kỳ thơm luôn, mê lắm. Rồi mình phả sơ sơ đất lại rồi mình xịt nước. Tại vì khi mà mình xịt cái vòi nước đó cả nhà thì cái đất có nó tơi ra đó thì nó đè lên cái hạt cũng được rồi ha. Đó, mình phả vậy là nó lấp rồi. Bây giờ mình sẽ nặng quá. Bây giờ mình sẽ lấy lại những cái hạt này mình cho vào đây. Hai mươi mấy ba chục năm gì Thảo mới gặp lại cái mùi này á. Mớ luôn nè cả nhà ơi, quá trời hột luôn. Đây là cái chậu mà Thảo gieo khoảng được 1 tuần rồi đó cả nhà. Bây giờ mình kiếm chỗ mình tách nó ra mình trồng nó ha. Đó, nếu mà cô chú anh chị em nào thích cái mùi ngò rí đặc biệt này, nếu mà mua không được thì cứ comment cho Thảo dưới cái video nha. Thảo sẽ tặng cho mọi người để trồng lấy giống ăn cho vui nha cả nhà. Rồi bây giờ Thảo sàng qua đây để mình
xử lý những con sâu mà nó đã ăn những cái lá cây nho thân gỗ của mình đó cả nhà. Nè, bị con sâu nó ăn cái lá của nó ha. Đó, mà mình không muốn dùng tới thuốc hóa chất thì mình sẽ bóp cái vỏ trứng gà này ra. Đó, Thảo có cái thau vỏ trứng gà mình ăn mình để dành. Thì bây giờ mình sẽ bóp nát nó ra mình để dưới gốc cây. Đó, mình để dưới gốc cây cho con sâu, con gì? Mấy con nhớt nhớt đó cả nhà. Cho bằng con gì, con sên á. Nó không có bò lên ăn cái lá của mình được ha cả nhà ha. Vỏ trứng gà cũng là thần dược cho cây đó nha cả nhà. Nó vừa nhiều chất cho cái cây của mình nè, mà nó vừa giúp cho mấy cái con sên nó không có bò lên nó cắn cái lá của mình. Thảo vẫn hay làm như vậy mà Thảo nghĩ là cái lá này nó dày, nó cứng, con sâu nó chê, mà ai dè đâu. Nó không có chê cả nhà ơi. Nó quất luôn. Nè, nó quất te tu em này rồi. Đây cả nhà ơi, cho Thảo xin một phút quảng cáo nha, những cây cà chua thân gỗ của Thảo đây. Đó, bây giờ nó đã trưởng thành rồi đây và nó chuẩn bị gả được rồi. Cả nhà mình ai thích thì nhớ comment bên dưới hoặc là liên lạc trực tiếp với Thảo để rước một hai em về trồng cho nó vừa đẹp mà vừa vui, mà ăn nó ngon nữa cả nhà, giàu dinh dưỡng nữa cái trái của nó nha. Cà chua thân gỗ như Thảo vẫn hay nói trên những cái video kia là nó giá trị dinh dưỡng của nó cao hơn cà chua thường và tuổi thọ của nó là 10 năm. Thảo mới trồng một cây bây giờ là khoảng giáp năm rồi, được một năm đó mà nó đang ra hoa đó cả nhà. Để cà chua thân gỗ là một năm là mình có hoa có trái, và tuổi thọ thì là 10 năm tuổi thọ lận, nó không như cà chua thường mà mỗi năm mình phải trồng hết cả nhà. Đây là quay lại trứng gà, đề tài là cho những cái em sâu này không có bò lên ăn lá của mình nữa.